Giới chức bang Alaska của Mỹ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 3 người nhiều khả năng mất tích trong vụ lở đất trên tuyến cao tốc chính ở phía đông nam bang này. Theo giới chức sở tại, đất đá đã trút xuống sườn dốc trên tuyến cao tốc Zimovia chạy dọc bờ biển ở thị trấn Rangel của Alaska, cách thủ phủ Juneau khoảng 250 km về phía nam. Các dòng thác bùn và cây cối gãy đã cướp đi sinh mạng của ba người, khiến một người khác bị thương, đồng thời chôn vùi 152 mét đường trên tuyến Zimovia. Ba trường hợp khác, gồm hai thiếu niên và một người trưởng thành, được cho là vẫn mất tích. Máy bay và thiết bị bay không người lái đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hoạt động này đã phải tạm dừng để các nhà địa chất đánh giá nguy cơ tiếp tục lở đất trong khu vực. Được biết, khoảng 20 đến 30 người sinh sống gần nơi lửa đất đã được sơ tán. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra.